Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 145. Hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền việc quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kinh của Chúa, còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình Chúa. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài, những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa, đặng tỏ ra cho con loài người biết việc quyền năng của Chúa và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã và sửa ngay lại mọi người cong khom. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Chúa xẻ tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, song hủy diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Chương 4. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta há mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn, hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Và nếu ngươi xét đoán luật pháp thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay
hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Xong, ngày mai sẽ ra thế nào? Anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại. Ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình. Phàm khoe khoang như vậy là xấu. Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Chương 5. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi. Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gạt gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian. Nó kêu oan và tiếng kêu của con gạt đã thấu đến tai chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất, cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người. Vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn, người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng, kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết, và che đậy vô số tội lỗi. Sách Sử Ký thứ 2, chương 1. Salomon, con trai David, được vững bền trong nước mình. Jehovah Đức Chúa Trời người ở cùng người và làm cho người rất thịnh vượng. Salomon truyền bảo cả Israel, các quan tướng ngàn người và trăm người, các quan xét và hết thảy các trưởng trong Israel là các trưởng tộc phải đến. Đoạn, Salomon và cả hội chúng đều đi lên nơi cao tại Gabaon, vì ở đó có hội mạc của Đức Chúa Trời mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã làm nơi đồng vắng. Nhưng David đã rước hòm Đức Chúa Trời từ Kiriat Yearim lên đến nơi người đã dọn sẵn cho hòm, vì người đã dựng cho hòm ấy một cái trại tại Jerusalem. Vả, ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va có bàn thờ đồng mà Bết-sa-lê-ên, con trai Uri, cháu Hu-rơ đã làm.
Salomon và hội chúng đều đến nơi đó. Salomon bèn lên đến bàn thờ bằng đồng đặt ở trước mặt Đức Giê-hô-va tại hội mạc và dâng 1.000 của lễ thiêu trên bàn thờ ấy. Chánh đêm ấy, Đức Chúa Trời hiện đến cùng Salomon mà phán rằng: Ngươi muốn ta ban cho điều gì? Hãy xin đi. Salomon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chúa đã ban ơn rộng cho David cha tôi và đã đặt tôi làm vua thế cho người. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bây giờ nguyện cho lời Chúa hứa cùng David cha tôi được ứng nghiệm, vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này đông như bụi đất. Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức để tôi ra vào trước mặt dân sự này, vì ai dễ xét đoán được dân của Chúa rất đông dường kia? Đức Chúa Trời phán với Salomon rằng: Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta. Và vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có của cải tôn vinh hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống lâu, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình để xét đoán dân sự ta. Nên ta đã ban sự khôn ngoan và tri thức cho ngươi, ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có của cải tôn vinh, đến độ các vua trước ngươi không hề có như vậy, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có vua nào được như thế. Đoạn Salomon từ nơi cao tại Gabaon ở trước hội mạc trở về Jerusalem và người cai trị Israel. Salomon nhóm những xe và lính kỵ được 1.400 cỗ xe và 12.000 lính kỵ. Người để nó trong thành chứa xe và gần nơi vua tại Jerusalem. Vua làm cho bạc vàng trong Jerusalem ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung nơi đồng bằng. Con ngựa của Salomon đều từ Ai Cập mà ra. Các con buôn của vua đi lãnh mua nó từng bầy, mỗi bầy theo giá nhất định. Người ta từ xứ Ai Cập mua đem lên một cái xe giá 600 siết lơ bạc, còn một con ngựa giá 150 siết lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Syri cũng theo giá ấy nhờ những con buôn của vua mà mua về. Chương 2. Vả Salomon định cất một cái đền cho danh Đức Giê-hô-va và một cái cung cho nước mình. Salomon bằng lựa 7 vạn người bưng gánh, 8 vạn người thợ đẽo đá trên núi và 3.600 người đốc công. Salomon sai đến Hiram vua Tyre mà nói rằng: Vua đã hậu đãi David cha tôi, cung cấp cây bá hương cho người đặng cất cái cung để người ở. Xin vua cũng hãy đãi tôi như thế. Này, tôi toan cất một đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, biệt đền ấy riêng ra thánh cho Ngài, đặng sông nhũ hương trước mặt Ngài, bày bánh trần thiết luôn luôn, dâng của lễ thiêu về buổi sáng và về buổi chiều, hoặc trong ngày Sa-bát, ngày mồng 1, hay là trong những ngày lễ định của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Điều đó vốn là một lễ định cho Israel đến đời đời. Đức Chúa Trời chúng tôi vốn cao sang, vượt qua hết các thần, nên cái đền tôi toan cất sẽ nguy nga. Chớ thì ai có sức xây cất cho Chúa một cái đền? Vì trời và đến đổi trời của các từng trời còn chẳng chứa Ngài được thay. Vậy tôi là ai mà cất được một cái đền cho Chúa? Cất nó chẳng qua là để xông hương tại trước mặt Ngài đó thôi. Vậy bây giờ, vua hãy sai đến cùng tôi một người giỏi về nghề chế đồ vàng, bạc, đồng, sắt, thạo dệt bằng chỉ tím, đỏ và xanh, cùng biết chạm trổ đủ nghề, để làm việc với những người tài giỏi ở bên tôi tại Juda và Jerusalem mà David cha tôi đã sắm sẵn. Cũng hãy lấy ở Liban gỗ bá hương, gỗ tòng và gỗ bạch đàn hương mà gửi đến cho tôi, vì tôi vẫn biết rằng các tôi tớ vua đều thạo đốn cây trên Liban. Này, các tôi tớ tôi cũng sẽ giúp đỡ các tôi tớ vua đặng lo đốn sắm sửa cây gỗ cho nhiều, vì cái đền mà tôi toan cất sẽ nguy nga lạ kỳ. Tôi sẽ cấp cho các tôi tớ vua là những kẻ đốn cây 2 vạn cô rơ lúa miếng giả rồi, 2 vạn cô rơ lúa mạch, 2 vạn bát rượu và 2 vạn bát dầu. Hiram vua Tyre bèn viết thư gửi cho Salomon mà rằng: Vì cớ Đức Giê-hô-va yêu thương dân sự mình,
nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng. Hiram lại nói: Ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của Israel là đấng dựng nên trời đất, vì Ngài đã ban cho vua David một con trai khôn ngoan, dễ dặt, thông minh, để cất một cái đền cho Ngài và một cái cung cho nước người. Bây giờ tôi sai đến cho vua một người khéo, có trí thông sáng là Huram Abi, con trai của người đàn bà về chi phái Đan, cha người là dân Tyre. Người giỏi về nghề chế đồ vàng, bạc, đồng, sắt, đá và gỗ, thạo dệt chỉ tím xanh và đỏ sậm, cùng chỉ gai trắng xe mịn, cũng biết làm các thứ chạm trổ và tạo ra đủ thứ vật xảo mà người ta sẽ biểu nó làm. Nó sẽ làm việc với những thợ khéo của thân phụ vua là David chúa tôi. Vậy bây giờ, xin chúa tôi hãy gửi cho các tôi tớ chúa lúa miếng, lúa mạch, dầu và rượu mà chúa tôi đã nói đến. Còn chúng tôi sẽ đốn gỗ tại trên ly ban theo số bao nhiêu vua cần dùng, rồi kết thành bè, đem ra biển đến Gia Phô, đoạn vua sẽ chở lên Jerusalem. Salomon bèn điểm soát các người ngoại quốc ở trong nước Israel tùy theo số David cha người đã điểm soát, thấy được 15.3600 người. Trong số đó, người đặt 7.000 người làm kẻ khiêng gánh, 8.000 người đẽo đá trên núi và 3.600 người đốc công, đặng sai khiến dân chúng làm việc. Chương 3. Salomon khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem trên núi Moria, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng David cha người tại trên chỗ mà David đã dọn, tức là trong sân đạp lúa của Ọt-nan người Giê-bu-sít. Salomon khởi xây cất nhằm ngày mùng 2 tháng 2, năm thứ tư đời người trị vì. Này là nền Salomon đã lập đặng cất đền của Đức Chúa Trời. Bề dài theo thước xưa là 60 thước và bề ngang 20 thước. Hiên cửa ở phía trước bề dài 20 thước y như bề ngang của đền vậy, và bề cao 120 thước. Người bọc bề trong bằng vàng ròng. Cái vách đền lớn người lợp bằng gỗ bá hương và bọc vàng ròng, chạm hình cây chà là và dây xích ở trên. Người lót đền bằng đá quý đặng trang sức nó, vàng là vàng phạt va im. Người lại bọc vàng cái đền, mè, ngạch cửa, vách và cửa của đền, còn trên vách thì chạm hình cherubim. Người cũng làm nơi chí thánh bề dài 20 thước y như bề ngang của đền, và bề ngang cũng 20 thước. Người bọc nơi ấy bằng vàng ròng, vàng dùng cộng đặng 600 ta lân, những đinh vàng cân nặng 50 siếc lơ. Người cũng bọc vàng các phòng cao. Tại trong nơi chí thánh, người làm hai cherubim cứ phép trổ tượng rồi bọc vàng. Bốn cánh của hai cherubim dài 20 thước. Cánh này của cherubim bên hữu dài 5 thước đụng đến vách đền, còn cánh kia cũng dài 5 thước và đụng cánh của cherubim bên tả. Cánh này của cherubim về bên tả dài 5 thước và đụng đến vách đền, còn cánh kia cũng dài 5 thước, tiếp giáp với cánh cherubim về bên hữu. Các cánh của hai cherubim đều xòe ra, cộng dài 20 thước. Hai cherubim đứng thẳng chân lên, ngảnh mặt hướng về nơi thánh. Người lại chế bức màn bằng chỉ màu xanh, màu tím, màu đỏ sậm, cùng chỉ gai xe mịn, rồi ở trên thêu hình cherubim. Đằng trước đền, người xây hai cây trụ, bề cao 35 thước, đầu trụ ở trên chót hai trụ được 5 thước. Người lại làm dây xích giống như dây xích trong nơi chí thánh để trên chót trụ, rồi làm 100 trái lựu mà gắn nơi dây xích ấy. Người dựng hai trụ đó ở trước đền thờ, cây này bên hữu, cây kia bên tả, đặt tên cây bên hữu là Gia-kin và cây bên tả là Bô-ách. Chương 4. Người lại làm một cái bàn thờ đồng bề dài 20 thước, bề ngang 20 thước và bề cao 10 thước. Người làm một cái biển đúc từ mép này qua mép kia được 10 thước, tròn tứ vi và cao 5 thước. Một sợi dây dài 30 thước vấn chung quanh nó. Ở dưới vòng chung quanh biển có hình giống con bò, mỗi thước 10 con, làm hai hàng,
đúc một lượt với biển. Biển để kê trên 12 tượng con bò. Ba con xây về hướng Bắc, ba con xây về hướng Tây, ba con xây về hướng Nam và ba con xây về hướng Đông. Biển ở trên các con bò ấy, thân sau chúng nó đều quay vào trong. Bề dày biển một gang, mép nó như mép cái chén, làm tợ hoa huệ nở, chứa được 3.000 bát. Người cũng làm 10 cái thùng, để 5 cái bên hữu và 5 cái bên tả đặng rửa tại đó. Người ta rửa trong đó vật gì thuộc về của lễ thiêu, còn những thầy tế lễ đều tắm rửa trong biển đúc. Người làm 10 cái chân đèn bằng vàng theo kiểu đã định, rồi để nó trong đền thờ, 5 cái bên hữu, 5 cái bên tả. Lại đóng 10 cái bàn, để trong đền thờ, 5 cái bên hữu và 5 cái bên tả, rồi làm 100 cái chậu bằng vàng. Người cũng làm hành lang cho thầy tế lễ và cái sân rộng, các cửa của sân, rồi bọc đồng các cánh cửa ấy. Người để cái biển ở bên hữu đền, hướng đông, về phía nam. Huram lại làm những bình cho, vá và chậu. Huram làm xong công việc người đã vì Salomon làm trong đền của Đức Chúa Trời, tức hai cây trụ và bầu trụ, hai cái đầu trụ ở trên chót trụ, hai tấm lưới bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ, 400 trái lựu gắn vào hai tấm lưới, mỗi tấm có hai hàng trái lựu đặng bao hai cái bầu của đầu trụ ở trên chót trụ. Người cũng làm tán và cái thùng ở trên tán, đúc một cái biển và 12 con bò ở dưới nó, chế những bình cho, vá, nĩa và các đồ lề nó. Huram Abi vì Salomon làm các đồ đó bằng đồng trơn láng, đặng dùng trong đền của Đức Giê-hô-va. Vua truyền đúc các đồ ấy nơi đồng bằng Giô-đanh, dưới đất sét, giữa Su-cốt và Sê-rê-đa. Vua Salomon chế các đồ ấy thật nhiều lắm, còn số cân của đồng thì người ta không biết. Salomon làm hết thảy các đồ lề trong đền Đức Chúa Trời, bàn thờ vàng, những cái bàn dùng sắp bánh trần thiết, chân đèn và cái thếp nó bằng vàng ròng đặng thắp trước nơi chí thánh theo lệ đã định. Cũng làm các hoa, thếp và nĩa bằng vàng ròng, những dao, chậu, chén, lư hương cũng bằng vàng ròng, và nơi vào đền, các cánh cửa đền trong của nơi chí thánh cùng các cánh cửa của đền thờ cũng đều bằng vàng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.